huấn luyện viên Jose Mourinho và huấn luyện viên Pep Guardiola từng nói gì về nhau? Một, Pep Guardiola: với tôi, tiền không tạo ra thành công tại UEFA Champions League. Nhưng các cầu thủ viên không nhận ra điều này. Roma cũng chi rất nhiều tiền đấy thôi, nhưng họ còn không được dự UEFA Champions League. Hai, Jose Mourinho: khi bạn tận hưởng những gì mình đang làm, bạn sẽ không bị rụng tóc. Pep Guardiola bị hói, ông ấy không thích bóng đá.